tính mình ở ngay chân của trung tâm cây làm sao được? Bây giờ mình phải lên mới được. Ừ, lên có gì? Bình thường thôi, có gì cái đâu. Đúng rồi, anh Tiến nói đúng. Anh Tiến thấy độc lạ không? Nghĩa là chú mất thì chú sẽ ở trong này, nằm ở trong cái khu vậy đó, gì đó. À. Sống kiểu vậy hả? Nó cũng như cái hầm nó sẵn đó, đang chứa đồ đó, đó. Chết là nằm trong đây đó. Ừ. Cũng như mình chuẩn bị sẵn, mấy ông già thường thường người ta hay lo trước lắm. Sao chú lo xa chứ vậy? Nó đâu có xa đâu, cũng kế bên không xa đâu. Chú năm nay nhiêu rồi? 70 rồi. Chúng ngồi qua đây này chú. Xin trả lại cho ai những tiếng yêu thương, những lời hò hẹn, những buồn vui kỷ niệm đã phai dần. Thu đã về chưa trên mái tóc sầu, nhớ thở thầm yêu tà áo tim. Mưa gió ngoài trời lạnh buốt hồn tôi. Tôi đã vì ai thức trắng thâu đêm, chép nhớ thương vào từng trang nhật ký. Tôi đã vì ai đứng đón buổi tàn trường, nhìn áo ai bay dưới đường chiều lòng gió. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là một cái khu nghĩa địa nhân dân ha. Một cái khu nghĩa địa nằm ở trên một cái sườn núi. Và phía bên kia đó là chính là cái chùa Tà Bà, một trong những cái chùa Khmer, Nam Tông Khmer. Rất là kiến trúc cũng khá là đẹp luôn. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với lại tất cả các cô bác quý anh chị một cái nhân vật khá là đặc biệt trên kênh của Bùi Hồ. Đó là một cái người chú. Chú không biết vì sao thì chú lại chọn một cái cách sống khá là lập dị. Đó là dựng nhà ở trên cây sống, và đặc biệt là sống chen chúc vào những cái phần mộ như thế này của những người âm, cô bác anh chị. Đây là cái ngôi nhà nghỉ mát của chú ở trên cây này, có chị thấy không? Đó. Đó là một cái chòi hả cô bác anh chị, chòi nghỉ mát ở trên cây. Ta lợi đó thì người ta trước khi cúng thì người ta bày này ra trước vậy nè. Cũng như cái ông kiểu ông có hỏi thăm ông bao nhiêu tuổi rồi mà sao nhìn râu tóc bạc phơ thế? Hôm nay 70 rồi. 70 rồi. Dạ. Ông tên gì ông? Tôi tên Phương. Ông Phương. Dạ. Dạ. Hôm nay thì con được mọi người chia sẻ thì cũng muốn tới thăm cái căn nhà trên cây của ông. Ông có thể dẫn con vô trong rồi đây đây thì mà thầy cũng như thấy nó dí dỏm rồi thì mình thấy nó dí dỏm à? Mình thức hiện rồi mà thấy tối leo nó ngủ nó cũng như nó mát vậy lắm á. Thấy nó thoải mái đúng không? Với hai nữa mình nhìn cái cây cái bông này bắt đầu nó tới cái nghỉ hè cái nó ra cái bông đỏ gì đó. Chú Phương là chăm sóc mấy cái phần mộ này hả? À, mấy mộ này cũng như người thân mình á, với trong này nè thì cũng như người thân rồi người ta kêu mình làm cỏ hàng năm vậy đó, mình làm cái sạch người ta lên ta cúng người ta bồi dưỡng cho mình vậy đó. Đó là cái chòi của ông này làm trên một cây phượng luôn, trên cây phượng luôn. Cây phượng làm để nghỉ mát thôi hay là để tối ngủ đó luôn? Ở ngủ đó luôn. Bây giờ ở đây nó có cái gắn gít dữ lắm, vô ngay đâu. Thành ra mình lên trên tầng cao mình có cái ưu thế đó một chút xíu. Có nghĩa là mình lên trên đó mình ở, thứ nhất là mát này. Mát thì cái mình ngủ. Tránh như các cái con vật mà nó côn trùng nó kia đúng không? Đây mà làm cỏ rồi là bắt đầu động nó rồi nó chạy, cũng như nó chạy tú xua hết trơn. Ví dụ mình ngủ ở dưới nó cũng được, mà nhà người ta nhà tường người ta ngủ dưới người ta bịt bụng chứ đâu vô. Còn mình nó chung vô đường nào nó cũng vô được hết. Nhà của chú là ở dưới đó rồi tối là chú lên leo đó chú ngủ. Lên nó ngủ thì từ đó ra đây đó, từ cây cờ ra đó. Mà cái cây này thì rất là giòn nha anh Tiến. Cây phượng nó giòn. Nhưng cái là nó khá là bự. Nó giòn nhưng mà cái thân của nó không có ấy được, tại vì nó còn ra cái nhánh non á. Dạ. Nhìn chú Phương nghệ sĩ quá ha. Nhưng mà chú hỏi là chú sống trên cây này được bao nhiêu năm rồi? Hồi năm ngoái đến năm nay thôi. Là 2 năm. Đây mình lên đây rồi nào giờ không có đất. Hồi đó cũng hơi phong lưu, mới nhìn hơi giống cả con đá nghệ sĩ đúng không? Đúng rồi. Hồi đó thì đi mới bán cái nhà bên đó đó. Có nhà rồi bán rồi lên cây ở bán, không phải cái đó mấy đứa nhỏ cũng như chia cho con cháu gì đó, nó con.
gọi là cũng có tài sản. Cũng có, nhưng mà rồi bắt đầu nó lên rồi, từ lên đây tôi ở 25 năm rồi. Rồi giờ bây giờ nó không có chỗ mà mình đâu có ở đâu được. Cái đất bây giờ ví dụ mình muốn hỏi người ta ở thì cũng được. Nhưng mà giờ ở đây 21, ví dụ bây giờ đất ở đây hiện giờ nó dao động á. Người ta buôn bán ra luôn mà dở tới luôn. Chú Phương trước đây làm cái công việc gì? Tôi làm ở bên cơ giới. Xe cơ giới hả? Xe cơ giới, mấy cài, mấy ủi đồ chứ vậy đó. Thì cách ở đây mới 10 năm mà nghỉ đó, cũng như bây giờ thấy lớn tuổi đi làm mấy nó mệt quá. Chú có vợ con gì không chú? Thì có đó, mà thôi thì đâu có ở đó, bà ở nhà đó đó. Bà ở dưới ông ở trên à? Đâu có cái nhà đó, từ ở trước đó là bà ở đó. Bà nằm dưới ông nằm trên đúng không? Còn tôi thì từ ở sau ra sao đó thì đó. Chia lãnh thổ. Chia địa giới hết rồi. Chú Phương, con thấy là trên vai của chú có vậy xăm hình một cái người cô gái. Bên đây nè. Đâu cái này lâu rồi, thanh niên. Cái đó là người yêu của chú hay sao? Trời, hồi đó này nó vậy, nó để cái gì vậy? Hồi đó cũng như thệ nhau chơi, không có tình yêu thì nó để xăng cái gì, xăng amua vậy đó, mà mấy cái chữ á ra sao đâu xăng amua gì đó nè, nó để cái chữ trên mà cái này nó mấy chục năm mà chơi. Hồi lúc tôi 15 tuổi là 16 tuổi là còn là tên của người yêu của chú hay sao? Không phải, cũng như nó lấy ở trong mấy cái để cũng như kiểu không tình yêu đó, cũng như đó là thề với nhau bốn em mà chơi chơi với nhau là không có nào có vợ, thằng nào có hết cũng có thôi. Sống một thân thì gái nó thèm mấy hồi đó thanh niên rồi chơi ra tự rồi đưa ra những cái đèo quạt quạt chú đình tay, cái chú thấy có cái hồn xí ngầu gì nè. Dạ. Phe nhau đầu phe chú có thể đứng qua bên đây được. Cái con gì ở trong cái mộ kia là của chú hay của ai vậy? Nó có con gầy lân mà nó gãy, tụi nó đi tới luôn gãy đó. Đấy, đứng đây nhìn thấy được cả cái chòi của chú luôn này. Chú, cái nhà của chú thì có thể chứa được bao nhiêu người? Trên cái không gian đó thì mà ngồi thì mà tụi tôi ngồi nhiều khi 5-6 thằng này nhậu thì cũng bình thường. Chứ không có nhún nhảy nha. Đừng chứ. Trên nhún nhảy chưa biết làm sao, tại cái đó câu bằng dây điện cũng như treo vậy nè. Dạ. 5-6 người bình thường hả chú? Thì ngồi 5 rồi đó, tụi tôi nhiều khi cũng hứng người lên đó, ngồi 4-5 thằng cũng như mình muốn thử cái lực chứa của nó vậy đó. Ý tưởng thiết kế cái ngôi nhà là muốn nó tránh ma, tránh nóng hay là tránh côn trùng, hoặc là muốn ngăn nắm cái view như thế này? Đâu, mình cũng coi trong cái mạng có 1-2 cái cũng như các nhà trong cái mạng mình á. Thật ra nó mới có cái ý tưởng. Bởi cái đầu là tính chặt nó đi. Nhưng mà sau khi chặt rồi còn lại cái hình dáng cái anh em mà thấy vậy đó. Bắt đầu tôi mới thấy người ta cho mấy cái cây đó. Mình mới đi xin nguyên cái nhà rồi mình mới về mới làm cái đó. Chứ hồi đó tôi ở đây tôi ở 4-5 chỗ cũng trên cây rồi, mà cây kia cũng đốn rồi, cây dối. Vậy là chú ở 4-5 chỗ trên cây rồi? Lên đây 25 năm là ở trên cây gì không đó. Phải lợi, tại cái đất đây nó đâu có đụng chạm ai đâu, đất nghĩa địa. 25 năm sống trên cây. Bây giờ cái cây mà nó như vậy đó, bây giờ muốn cắt thì lên đến xây dựng cái trên đó rồi, lên cho nó làm cái sàn ở trên đó rồi. Nhưng mà chú nói là theo coi theo cái mạng là sao con không hiểu? Còn mạng cũng như nó có những cái clip mà người ta cất nhà trên cây đó. Thành ra mình mới có cái ý tưởng đó. Coi trên mạng truyền hình á. Truyền hình. Mạng số mạng đó. Đúng rồi, tưởng là coi mạng là phong thủy. Trong truyền hình cũng như mình nhìn thấy là tưởng là chú hợp với cái phong thủy. Cũng như ở Long An có cái ông cất cái nhà tuốt ở trên cây. Ví dụ vậy đó, thành ra mà mình thấy có những cái ý tưởng đó. Rồi nó cộng tới tại dưới ngủ á, tôi ngủ võng nào giờ mà. Ngủ võng nó mấy cái loại bò sát nó không có tấn công mình được. Con thấy như là nó có 2 tầng đúng không chú? Thì ở dưới cái hầm nó cũng như tôi làm sẵn ra vậy đó, mình làm như sẵn cái kim tỉnh vậy đó. Để ra đi từ đó ra đi. Ôi trời ơi. Chú làm cho chú luôn. Ở trên là cái nhà, dưới là cái kim tỉnh của chú luôn hả? Đi đưa vô chú ơi. Đó giờ chưa đó, cũng như chưa hoàn chỉnh, lần nào có tiền cái mót cái lần cái mình làm nó mới hoàn chỉnh. Nhà của chú ở còn ở dưới là giống như là một cái nhà mồ chờ sẵn. Thí dụ mà mình có mất mình làm, ví dụ sau này con cháu nó cũng đơn giản. Nó khỏi có phải cái gùm gà chi mất công. Kim tỉnh để sẵn luôn. Là ở dưới là cái chỗ này là cái chỗ này là chú ở là cái mộ này. Nè, là cái chỗ này là ngủ là chỗ là cái kim tỉnh đúng không chú? Đây nè, thì chỗ tôi ở dưới nè đó. Cái này nó mới thông ra tới chứ đó, thấy tại ở trên mặt bằng này nó sâu nè. Đó, thì cái này chẳng qua là trước mắt thì mình để đồ vậy đó. Cái kim đỉnh là của chú là cái đó luôn á hả? Làm luôn rồi, chưa tô. Trời, có nghĩa là gom tiền được đến đâu thì làm đến đó. Thì cái đây mình làm, bây giờ có cái đâu mình mua xi măng mình tô mình làm chứ. Mình thấy là nhà là có 3 tầng nha. Đúng rồi, 3 tầng đó, tại chưa hoàn chỉnh chứ, làm một hoàn chỉnh là đẹp lắm. Có nghĩa là coi như là ba giới luôn. Ở dưới này là kiểu là âm nè, âm đúng không? Ở dưới cao. Rồi lên đây rồi lên trên kia nữa. Chú là độc lạ nhất miền Tây luôn chứ không đơn giản. Đúng rồi, là độc lạ nhất
Đây nè, bây giờ chú thấy như vậy rồi làm sao nó cũng như cái ban đầu rồi. Nè, rồi chú xuống tự nhiên đi. Nè, chú đứng nè, cái cây nó bự vậy nè. Rồi ban đầu thì nó nứt tường, đúng không? Cây! Nó cũng nứt, thành ra ban đầu kính cưa, mà cái thằng cưa nó nói tới 2 triệu rưỡi là nó cưa lấy hết đi. Từ cái chỗ đó rồi về tiền ở đâu mà 2 triệu rưỡi. Cái chỗ này là chú đang tính là về sau này khi chú mất là chú nằm ở đây. Nằm ở đây luôn. Mà nằm ngay kế trên đầu là có cây phượng luôn này. Cái phượng này là cái nhà của chú luôn này. Thì ví dụ cây phượng được thì nằm ở ngoài này nè. Còn cái cây phượng ví dụ thằng này thế vậy chứ mình muốn diệt nó giờ nào cũng được đâu. Tấn công thuốc cây quang vô rồi nó ngủ rồi. Sau này chú nghĩ là chú mất thì chú sẽ ở trong này. Nằm ở trong cái khu này nữa gì đó. À. Sống dữ vậy hả? Đây này các bạn là cho mọi người coi nha. Thì sao mà chú nói đây là cái chỗ về sau chú mất là chú nói. Ôi trời ơi. Không đèn, không đèn. Có nghĩa là bên dưới những viên gạch này là một cái lỗ này. Thì cái này nó cũng như dưới gạch này là những cái lỗ này. Không, tại cái này nó cũng như cái hầm nó sẵn đó, đang chứa đồ đó, nó tại sao là chết là nằm trong đây đó. Cũng như mình chuẩn bị sẵn mấy ông già thường thường người ta hay lo trước lắm. Sao chú lo xa chứ vậy? Nó đâu có xa đâu, cũng kế bên không xa đâu. Chú năm nay nhiêu rồi? 70 rồi. Chúng ngồi qua đây này chú. Chúng ngồi qua bên kia kim tính cũng được. Thôi ngồi ra đây. Rồi. Chú chơi là quá độc lạ luôn. Khi nào mà ví dụ như lỡ mày mà có 100 tuổi có nào là lấy mấy viên gạch này ra lấy ra là bỏ khô cái này đây lại là xong đúng không, chỉ cần bao xi măng thôi đơn giản. Còn nếu mình thay đổi họ chuyển qua họ Campuchia thì nó có cái hũ cốt chút xíu à ý là mình, kia mình chuyển kia qua cái họ Trao là bắt đầu mình phải tiêu à. Thì bây giờ mình chết rồi mình nguyện sao thì mấy đứa nhỏ nó làm y vậy thôi. Dạ. Chú với cô có mấy người con? Có một đứa con gái mà có đứa con gái ở Long An đó. Rồi hằng ngày chú làm cái công việc gì mà chú sống? Người ta kêu ví dụ mình làm cỏ nè, rồi ví dụ quét mộ, lau mộ vậy thôi, cũng như cái cuộc rồi, sống như là quản trang đơn giản vậy thôi. Nhưng mà có một điều đặc biệt nha, chú gọi là có nghĩa là bây giờ là chú chưa biết hàng xóm chú là ai, nhưng về sau chú mất là chú biết hàng xóm chú là ai. Đấy hàng xóm của chú này. Đó thì đó vậy. Hàng xóm ngay trước cửa nhà đó này đấy. Mấy cái người mà lúc làm chung với tôi về đây ngủ không có được, chỉ có mình lên tôi nó ngủ nó lợi, nó thách thức rồi nó cái kiểu cái cách cũng như không sợ đó. Nhưng mà tối lại rồi thì không biết cái gì mà sao ngủ cũng như là người ta không dám ngủ nữa. Có nghĩa là bàn nhậu của chú mà xỉn quá ngủ xỉn đi ngủ thử, đi nhưng mà trong 1-2-3 lần rồi bắt đầu ngủ hết dám ngủ luôn. Ngủ cái ý là nó nói cũng như bằng đêm nó gặp cái mộng mị nó kinh dị vậy đó. Nhưng mà cái đó là lúc ban đầu có thử thách trước không chú? Cái người đó nó thử thách nó có thử nhưng mà nó ngủ cũng như bằng đêm rồi nó thấy cũng như cái cảnh tượng nó kinh khủng vậy đó. Có nghĩa là khi mà bạn này chú tới đây ngủ là sẽ gặp ví dụ như những người âm người ta phá người ăn ta quậy đúng không? Nhưng mà một mình chú là ngủ ở đây là ngủ được. Nó ngay ở đây tôi có một cái tính cái gì dụng mình đi cái đám ma cái mình gặp nhang, tại vì nhang để ngoài như từng mộ nữa. Thì gom vậy mà đang đốt nắm nhang thì tối thì mình đốt hết trơn. Thành ra ở đây theo tôi nghĩ cũng như người ta với mình không có phá phách gì người ta. Có nghĩa là mình kính người ta thì người ta mình sẽ tôn trọng người ta. Tôn trọng thành ra mình đốt nhang bởi tôi đi luồn tuôn cái dân bằng đêm mà tôi với mấy con chó muốn đi đâu đi đó. Dạ. Có ban đêm mà chú vẫn ra đó luôn. Thì cũng đi dài anh tránh chơi mình được. Ở trển thì đi lên hơi rồi tuốt ở trên kia là cũng như tuốt ở trên cái ấy đại vậy đó. Dạ dạ. Cái nghĩa trang này là một cái nằm ở bên một cái sườn núi. Và trên đó là một cái chùa. Thì buổi tối mà đi ngang mà một cái đường mòn gặp chú chắc hết sợ lắm, hết hồn luôn. Thôi cũng vậy đâu, mấy người lơ còn giữ nữa, mấy tay kia mà đi một đêm đi săn đi đồ đó. Ở đây có người đi săn nữa hả chú? Như đi đặt mấy cái thú rừng nè, nhưng mà đi bằng đêm đặt sóc đồ. Vậy chú cho con hỏi thăm một chút, là từ hồi mà chú ở đây đến giờ á thì chú có gặp cái chuyện gì tâm linh không? Tâm linh thì nó ngay cũng như mình gặp thực tế thì không gặp. Dạ. Nhưng mà trong mơ mơ ảo ảo, tại hồi đó tôi lại ở đây á, tối thì cũng đi ra làm sao rồi nè, ngồi cái lên xíu cho phải vướng cái bóng đèn lên đầu nó ngồi chấp cái tượng đấy chú, nó đầu rồi đi ra nhậu á, thì đi đây tới 6 giờ cái bắt đầu đi ra lộ. Tại vì hồi đó ở đây mấy cái mã này đâu có đâu, nó là cái khu quan luôn. Mà có 25 năm mà như vậy đó, ở sau đầy luôn cái trơn đó chú thấy đó. Còn cái gặp cái thực tế thì không có gặp, cũng như mình chưa từng gặp á. Lúc mà chú bắt đầu chú ở đây là chú bao nhiêu tuổi? Ở đây 25 năm rồi đó. Nếu vậy là tôi ở lúc 55 tuổi. 55 tuổi. Khoảng 55 tuổi là đầu tiên mà mình vào đây mình ở mình sao? Thì nó ngay thì cũng nó bình thường, tại mình dân của cơ giới mà dân mới cài thì thường tiếp xúc với đồng áng nhiều. Cái quan du nó nhiều.
Nhưng mà cái màu mã thì mình ít cái tiếp xúc. Nhưng mà cảm giác của con người mình cũng có lúc mình đến nó có tự nhiên cái mình sợ vậy đó. Rồi từ từ cái quen rồi mới tham gia vô đội đạo tỳ. Rồi đội bắt đầu người ta chết chứ đi tham gia vô để đi liệm người đó. Rồi từ từ mình với mấy người đó cũng như mình tiếp cận nó quen rồi. Vậy là mỗi một người có một cái số mạng khác nhau. Ừ, cái công rồi. Việc nó cũng chọn cái người đó và đồng là chọn cho chú cái nương ở lúc tuổi già luôn đúng không anh? Ừ. Đúng rồi. Thôi bây giờ lên trên đi. Rồi, cái này rồi. Là chú tư xây cho chú hay là... Thì mình xây giống như là nó người ta làm mã mồ vậy đó. Nó dư xi măng cái người ta ghé người ta cho. Tại người ta gửi đồ ở đây mình không à. Chứ cái đồ của người ta bỏ đi đấy mình lấy cho mình. Tại vì mình làm cái này là mấy cái đồ của mấy cái người mất. Chứ tự nhiên người ta mua người ta làm không hết. Người ta cũng bỏ. Chứ khi nào đêm người ta về người ta đòi lại không? Hồi nào giờ chưa đâu, chưa có ai đòi đâu. Có nghĩa là xây mà gặp dư á, xi măng dư là chú tận dụng lại. Trời thì cũng như không cái cho mình mới được đồng ý chứ không phải mình tự ý. Thì... lên là mắc chèo lên hả chú? Chèo nó khó chưa có làm thang nè. Thôi lên thử đi. Thì thử ở đây. Bởi đi lên là nó cũng như con rắn vậy đó, phải leo uống uống quanh quanh nó mới đi lên tới trên. Rồi. Cái này là chú chuẩn bị làm cái sàn luôn nha mọi người. Ừ, cái này bắt đầu làm xong mới mua dán rồi làm cái sàn này rồi. Chứ có tiền rồi tôi chơi mấy cái sắt 48 đó. Leo lên trển sợ không đủ đồ. Đó, thấy không? Yếu lắm. Đúng không? Leo lên có sắp không? Chú nói. Con leo lên có sắp không? Không, không sắp đâu. Cái này cái thân cây ông tính mình ở ngay chân của trung tâm cây rồi sao được? Bây giờ mình phải lên mới được. Ừ, lên có gì? Bình thường thôi, có gì đâu. Đúng rồi. Anh Tiến nói đúng rồi. Anh Tiến thấy độc lạ không? Ờ vậy đó. Mà cắt cái phần âm ở dưới luôn. Tại vì chưa cái này chừng nữa làm là dở cao lên chứ đâu có làm gì. Chứ mình làm đấy. Đúng rồi. Thời gian làm mã này nè. Chung lên vậy đó. Ừ. Chú ơi. Nói. Mát không? Trời đây nè, hỏi ông này nó mát cự luôn á. Mát dữ lắm em ơi. Hơn. Bữa này cũng ngồi trên cái nhánh nè. Có cái ai cũng ngồi trên top pin này. Còn cái dây điện này mà chú tính đi, bây giờ nó tới 4 sợ mà treo cũng như nó rung rồi. Không, nó rung là rung cái thân cây thôi. À ôi. Kinh khủng. Chú là dữ nhất ở miền Tây luôn. Chưa có làm thế. Lâu lâu rồi chú lợi lần nữa đi rồi chú có thấy làm. Như là công trình này vẫn còn đang dang dở đúng không? Bây giờ làm cái này đi chứ mấy xong quạng chân muốn bảo vệ nó là sắt tròn ở dưới đó mình đưa lên. Nói thiệt luôn, nhà chú là nhà không á, chú ngồi nhất sang bên đó. Nhà lập dị ha, có nghĩa là lên đây ngắm nguyên nghĩa địa. Đúng không? Anh Tiến lên đây cảm thấy rung không? Không rung lắm bởi vì cái cây nó cũng bự chứ mày. Cây lớn quá. Nhưng mà mỗi cái nó hơi khó đi thôi. Và có khi nào là lần đầu tiên anh lên độ cao gì không? Cái này cũng nói chung là lần đầu tiên thấy một căn nhà độc lạ như vậy thôi, chứ còn nếu mà độ cao thì mình chục thước rồi đúng an toàn. Cái là chú ngồi đây là chú nhìn đăng cái gì hả? Thì cũng như tối mình hay ngồi đây mình thưởng thức vậy nè. À thưởng thức luôn. Tại vì cái trang bằng đêm nó hay sẹt tới sẹt lui, như bằng đêm nó giữa một cái chất gì nó nói cái gì đó. Khói pho. Rồi nó có những cái không khí bắt đầu cái gì lên rồi nó cháy. Vậy là lên chú... mình ngồi mình thấy nó sẹt 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 vậy đó. Đẹp hay gì? Thì như vậy chứ nó sẹt nó đưa ra đủ màu, đủ màu sắc. Cái ngày xưa gọi là ma chơi á, ta kêu ma chơi. Kêu ma chơi nó đi còn gì nè. Khoa học thì gọi là phốt pho cho rồi nó gặp thì hai cái đó nó bốc liền. Còn chú ngồi đây là chú ngắm. Thay vì người ta sợ người ta gặp nó bỏ chạy. Chú sợ chú ngắm chú còn treo không phải là thiết kế đơn giản có treo đèn chớp nữa nè. Chớp là tối là chớp gùng gần lắm đâu phải đâu. Chớp gùng gần lắm. Đâu, đâu kiếm điện coi bây giờ màu coi màu nữa chú. Thì biết mà kiếm chú cái chứ. Thì này cái này chú thấy có người chớp rồi nó chớp rồi nhưng mà đêm mới thấy được. Ngang qua đây ngó đây mình thấy có người râu tóc bạc bờ ngồi ở đây chắc họ thấy nó quần. Không nó biết mấy đứa ở dưới sóc vòng này nó biết là người dân ở đây thì biết nhưng mà những người ở xa tới thì sao? Chú mà tu ở đây là dữ luôn á. Ngồi trên đây là ngồi thiệt này. Đây nó ngay ăn thương chay trường nó. Chú ăn chay trường luôn hả? Mà từ hồi mùng 2 tới giờ cũng như làm với rồi nó yếu á. Ăn thương với rồi làm lao động không có nổi. Dạ. Hôm hôm mình mới giấy lên như vậy đó phải không? Cho tôi như mình nhả mặn tán đi ăn chay kỳ. Ví dụ 14 15 29 30 vậy đó. Khi mình có lực thì mình làm lại. Cái này cái cây này á khi mà đến mà mùa mà nó ra hoa nó đỏ hoa là bốn xung quanh cái chòi này nó sẽ đỏ hoa như đẹp luôn nha. Dạ, bây giờ tôi phải thiết kế cái này cho nó cái lúc bông nó đầy nè. Dạ. Cái này thì giờ lên cao đâu mua tiếp sắt á
sắt tròn đó, bắt đầu cái là dựng lên cái làm cái bệ sẵn bằng nó bằng sắt cái này, chứ không làm cái giá thể nó vậy. Đấy là chú bây giờ chú đang muốn cải tạo cái này, nó sẽ trở thành một cái đẹp hơn đúng không? Là đẹp để mình ở cho nó không có mưa, chứ gì mưa là đâu ngủ được. Năng lượng mặt trời. Có cái giao tác cũng như ở đây ở trong nghĩa địa người ta thường hay mở cái này chứ. Như cái này về bên cũng Phật pháp người ta nói cũng như mình để đi. Rồi những cái câu mà niệm Phật này nè. Dạ. Cũng như cái ý bây giờ mình nào bây giờ mình chưa có biết cái niệm Phật, mình đi ngang mình thấy Nam Mô A Di Đà Phật. Thí dụ cái ý mình á, mình đi ngang cái mỗi lần mình đi ngang mình gặp mấy cái từ đó rồi. Thì ít nhiều thì nó cũng ăn sâu vô mình, trong người mình đã có cái chủng tử Phật rồi. Thí dụ mình đi đâu vậy đó thì tâm linh mà. Gọi là giống kiểu là chơi cái bài là mưa dầm thấm lâu. Rồi từ từ mới quen. Thì tại sao cái Phật á thì người ta tin là người ta tình thương, người ta ngã, người ta giảng á. Nó thành ra ở nghĩa địa thường thường người ta đi tâm linh rồi nó nhỏ nhỏ, tôi không nhớ. Ví dụ chú đang ngồi vậy đó mà tự nhiên cái chú nổi ốc nó lên. Ví dụ mình ngồi 5 thằng đi mà tại sao có 1 thằng nó nổi ốc? Là tự nhiên xung quanh cái thế giới thôi, người ta ngồi kế mình á. Ở đây có 4 người chú. Chú mà đếm thấy 5 người là thấy mệt đấy. Không phải, mình nói thí dụ vậy đó. Thí dụ mình ngồi 4 người nè, mà 4 mình đang ngồi nè. Mà tự nhiên cái mình giận ốc cũng như cái cảm giác gì đó giận là tự nhiên là nó kiểu nổi da gà đó. Nó nổi da gà đó, tự nhiên mình nổi lên nó hộp cái chân nó rồi là mấy cái mình bên. Mình để ý mà mới thấy là chú có mùng có mền sẵn. Ngủ đàng hoàng đó, đâu có ai đâu mà. Rồi biết. Mình ở thế này thì từ lúc mà chú làm cái nhà này đến bây giờ á là chú có nói là 25 năm nay là chú liên tục không ở cây này thì không ở cây khác hả? Thì đó, ở đây là ở cây gòn nó ngã rồi. Còn cái dúi đốn rồi. Còn cái cây xanh đó thì nó giờ cũng đang đốn còn đó. Mình làm quanh đây là chúng ta ở bên cây không? Ở bên cây. Tại vì mình lên đây mình làm thì mấy cũng như nó công việc màu mã vậy không, tiếp xúc với lao động mà. Dạ. Rồi thứ hai nữa mình ở trong này cái mình thấy nó cũng tự do, mình muốn đi đứng chỗ nào mình đi đứng rồi mình đâu có sợ gì đâu. Vì giờ cái bóng đêm thì mình đâu có sợ gì đâu. Dạ. Còn những cái người khác người ta lên người ta ở thì cái cảm giác nó khác hơn mình. Nhưng mà chú có bạn của chú có thường lại đây chơi với chú không? Chiều quá đó rồi mà tự ngày ăn tương cái nó ít lợi, lợi nó ngủ nhậu nó nguyên cái bảy ngày ăn chứ đó. Bạn của mình giờ mình vô mình uống ly cái mình chạy. Mỗi lần mình uống cái mình tìm cốc tìm đồ mà ăn, mình ăn cốc đâu có được. Cũng như găng cỏ nó mất cái chân đâu có ăn cốc gì được đâu. Rồi chú cho hỏi thăm một chút á, thì khi mà bạn bè tới đây ngồi ăn nhậu cùng chú chơi cùng chú này thì có ai người ta kể lại cho chú là người ta thấy những cái gì ạ? Thấy tâm linh không? Thì nó ngay thì nó lợi mấy cái người ngủ đó thì người ta cũng thấy sao ở trong cái giấc mơ thôi. Nó còn những cái chuyện truyền thuyết thì nó cũng có, ở đây cũng có nhiều ông cụ. Cái chuyện gì mà chuyện cũng như từ ở trên mấy cái đây là đài phát thanh rồi nguyên nhân rồi nó có những cái quyền bí ở trong đó đó. Đó thì những cái đó bây giờ thí dụ bây giờ mình chưa có căn cứ theo được. Thì bây giờ mình nghe kể nhưng mà nó chưa chuẩn. Dạ. Thành ra bây giờ chỉ có mấy cái ông cụ thôi, như này có mấy ông cụ 90-100 tuổi. Hồi đó cây thuốc lốt này nè, mà cái ông kia là 112 tuổi. Tôi lên đây là lúc ông còn sống. Hỏi giờ lúc chú ở đây cây thuốc lốt thì có chứ, ông nói ông ở đây cây thuốc lốt có rồi. Dạ. Cũng như ông ở, ông đang 120 tuổi rồi ông mới chết đó. Dạ. Là cây thuốc lốt mà thấy nè đó. Là ông có kể lại cho chú câu chuyện gì mà chú nghe chú cảm thấy mà chú sợ? Thì cái trước đó thì cũng đâu sợ đâu, thì ông kể về mấy cái chuyện cũng như thí dụ về tâm linh thì ví dụ cái người này người kia thì ví dụ chặt đầu chặt bới gì đó nó tùm lum hết trơn. Chứ giờ đó đây bên kia đó mà mổ tử thi là nó có cái tháp thấy không, có cái ta la đó. Cái khu ở đây mà nếu khu ở đây chết rồi mổ tử thi là đem qua ta la nó mổ đó. Có ta la chỗ cái tháp bốn mặt đó. Thì cái chỗ nào mà cái tất nhiên cái quan hồn mà nó nhiều quá chỗ đó thì ít nhiều ở trong đó nó có cái tâm linh cái phần âm nhiều đúng không? Thì nó nhiều. Nhưng mà ở đây người ta nói nhiều khi mình cũng không có hợp. Là cũng như mình hợp với mấy cái người này nè, còn mấy cái người khác người ta đi tại vì ông cùng đi với tôi mà tư tưởng tôi đi lúc nào tôi với ông tôi sợ tôi ghê. Là tất nhiên cái tư tưởng mình đang sợ, còn cái người kia người ta đi người ta ung dung người ta đi rồi là người ta biết mà nhưng mà người ta đâu có suy nghĩ đó. Sợ thì sẽ bị dễ gặp. Còn cái người kia là thôi. Còn nếu không sợ thì sẽ không gặp đúng không chú? Nó thành ra tôi ở đây là người ta cho mình thấy vậy đó. Nhiều khi mình đi cũng còn nhiều khi anh em người ta cũng đi người ta cũng gặp cái này cái kia. Ví dụ vậy đó. Dạ. À, gặp ảo thì mình cũng không biết làm sao. Nhưng mà... Rồi từ lúc mà chú sống ở trên cây này là lúc đó chú đã... Gia đình chú đã bỏ vợ chưa? Chưa đâu, bỏ rồi lúc hai con nó mất đó. Hai thằng nằm đó. Thằng đi bộ đội, thằng kia thằng Út.
Và cũng như mình đi làm rồi bà đó, bà nó cũng như không có kèm con cháu đi, mà mình đi làm mướn mình đưa nó phải nó vô tiếp đâu. Nó vô nó ăn nó nhậu nó chứ không rồi nhiều khi cái phía bên kia chủ máy rồi người ta đâu có chịu. Nhưng mà nó thì nó lớn rồi nó cũng biết rồi, ví dụ mà nhiều khi ăn cơm mà không kêu nó tự nhiên nó biết rồi. Thì cũng như bây giờ, thí dụ bây giờ mấy chú chung với tôi có 2 con. Ví dụ bây giờ tôi làm nè, cái này chú dân mày nhà bếp nè, có gì làm mày báo cơm cho mấy chú. Nhưng mà cũng như trong anh em vậy, tới giờ ăn cơm mới lo ăn, không có kêu mấy thằng này, thí dụ cái ý vậy đó. Nhưng mà nó lúc nó nhịn đói á, nó đói, nó cũng không nói lại cho mình nghe. Nó nói thôi thì cũng như không muốn về nhà. Thì về thì cũng như đi tụ tập vậy đó, tụ tập gì rồi bắt đầu cái lọt vô rồi mà chết ở dưới kinh luôn. Là cũng như ở dưới kinh cò vậy đó. Vậy là tính ra là chú có 3 người con, nhưng mà 2 người con rồi chú mất rồi. Mất con trai, 2 là con trai, còn nhỏ con gái thì nó có cháu ngoại, có chồng rồi. Rồi nó mới đi làm tuốt ở Sài Gòn ở trên á. Dạ. Còn nhỏ nhỏ này thì nó theo nó giữ con của mấy nhỏ kia. Rồi khi mà chú làm những cái nhà ở trên cây chú sống như vậy á, thì vợ con có ngăn cản hay là có ai mà nói gì không? Đâu có ai ngăn cản này đâu. Tại vì mình với bả thì cũng đâu có gì đâu. Dạ. Rồi đâu bây giờ quan như thế là mà 2 vợ chồng nó bỏ rồi. Thì cũng nhưng như không còn ở chung nhau nữa. Nhưng mà gặp nhau thì có còn nói chuyện không? Thì cũng như mình nói thì không có câu nào mà hai bên nói, tôi thấy không có câu nào mà vô chuẩn hết trơn á. Giống kiểu giờ giống cả 2 người nhau. Cũng như nói bằng cái kiểu bằng cái cách rồi lẫy rồi ấy vậy thôi. Nói giống kiểu là giống kiểu đang bực bội lấy. Cũng như có những cái mà không có nói được rồi giờ gặp nhau hỏi thì cũng không trả lời. Nhưng mà ngày xưa sống với vợ là coi như năm chục. Thì con nhỏ con gái năm nay là nó 48 tuổi rồi, là 48 năm đó. 48 năm sống với vợ. Sau đó thì năm 75 là tôi gặp rồi. 55 thì chú mới 55 tuổi thì chú 7 năm sau chú mới vô đây chú sống. Và sống ở trong này gần 10 năm. 25 năm luôn. Sống ở trong này 10 năm nhưng mà 25 năm là chú sống ở trên cây. Lên đây là năm 1999. Là cái lúc nó giải tỏa khu văn hóa để nó chỉnh trang đô thị đó, nó mới cho người 10 mấy triệu đó. Nó mới vô mới ai muốn đi mua ở đâu cũng mua. Nó cái đất lớn lắm chứ bộ. Lớn lắm nào đó mua cái này từ ở đây nè, có 30 thước nè, rộng đó. Dài nó 30 thước, ra nó 27 thước đó. Nhưng mà có mấy triệu bạc đó. Mà mấy triệu là mà vàng rồi đó nó 50 tôi nhớ rồi đó nó 500.000 một chỉ. Là nó cũng như là 8 chỉ đó, là 4 triệu đó. Dạ. Mà nó hầm không bằng cái gì đâu, đổ đất đó. Đất ở đó có 10.000 khối rồi gặp bây giờ đổ nó cứ mệt. Nhưng mà mình mua đất mà sao lại để cho người ta chôn chôn đen của nhà mình hết rồi chứ. Cái này trong nhà mồ của ba má mà bên bả. Bên vợ hả? Bên vợ đó cũng như mà đỏ là ba má đó. Còn ở đây anh ba chị ba, bên kia bà bảy, cũng thứ tự rồi thứ 6, thứ 9 gì đó, còn 2 trước là con tôi đó. Chú cho con hỏi thăm một chút xíu á, chú bắt đầu xây cái huyệt cho mình từ khi nào? Lâu rồi, 2-3 năm rồi, 3-4 năm rồi. 2-3 năm rồi. Có mình làm, bắt đầu... Mình có nói với mọi người là mình xây cái huyệt cho mình không? Mình đâu có nói gì, là cái chuyện của mình đâu có nói gì. Rồi có ai biết là chú xây cái đó là cái huyệt? Anh em nào lại nhậu rồi chơi thì bắt đầu nó nhìn nó mới biết. Vậy là chắc chắn về sau tao nó lại nó nhìn nó thấy cũng như cái hình ảnh như vậy đó. Về sau chú mà có nằm đấy ai có lên đây nhậu chú đừng có nhát nha. Không có nhát đâu. Người ta tới nhậu cho vui đúng không? Ví dụ bạn bè nó thích mình nó tới đây chơi nó ngồi thì đó là do tư tưởng mình. Ví dụ mấy đứa nhỏ ví dụ nó muốn nó làm gì chứ cái lúc mình mất rồi thì mình coi như là quyền tự do của nó rồi mày muốn làm. Nhưng gì mà ở một cái tuổi lớn như vậy rồi có nhiều người họ lại sợ. Nhưng mà đối với chú thì chú việc sống rồi giờ chết nó chú xem nhẹ. Không phải tại vì mình vậy sao bây giờ đó. Ở đây là... ở đây thì lực lượng trẻ thiếu nhi chú gửi cái bịch mặt số căn ra. Tại con thấy cái râu của chú rất là dài luôn á. Chú giống như là những người đóng ở trong phim cổ trang ngày xưa nữa. Râu này lâu chưa chú? Thì cái này mất 2-3 tháng nè. Dài lắm phía bên sau này nè. Thì có 2-3 tháng vậy nè, vậy cũng lâu lâu có chuyện gì làm giấy rồi cái mình cạo cái rồi. Thì tới 3-4 tháng sau rồi ông nhìn nó cũng gừ gú vậy đó. Nhưng gâu mà sao. Chứ nhiều khi đi làm chứng minh nhân dân rồi đó thì tác phẩm ông bé ớt ông nó lợi cho công an nó mới cho chứ không để gì là nó đâu cho. Thật mà nói thì với một ông cụ mà sống ở trong nghĩa trang mà gâu tóc bạc phơ như thế này nhìn người ta tưởng đâu ma chứ phải là người. Bữa tối á nó thật đúng không? Chứ thật ra là chú khỏi cần nhát ta cũng sợ nữa. Không, hồi đó có bây giờ nữa cái bài nào dễ ca cái bài
chú bỏ mũ đó con xem tóc chú dài không? Cũng dài đó, cũng ngắn đó. Phải rồi. Đằng sau thấy dài lắm, cột cả dưới thông rồi. Còn có nhiều khi mình đi ngang mình cũng tém mình là đổi. Nhìn chú đẹp lão đúng không? Đẹp. Để chú hát tặng cho anh em một thôi giờ đây lại đang câu dòng cổ thôi. Câu này là nói về thời học sinh có câu mà không biết hết không nữa. Dạ. Xin trả lại cho ai những tiếng yêu thương, những lời hò hẹn, những buồn vui kỷ niệm đã phai dần. Thu đã về chưa trên mái tóc sầu, nhớ thở thầm yêu tà áo tim. Mưa gió ngoài trời lạnh buốt hồn tôi. Tôi đã vì ai thức trắng thâu đêm, chép nhớ thương vào từng trang nhật ký. Tôi đã vì ai đứng đón buổi tàn trường, nhìn áo ai bay dưới đường chiều lòng gió. Rồi hết câu rồi. Càng nổi. Thôi, mà cái mối tình này là cái anh này anh đi anh lại anh đợi cái cô kia ở sân trường vậy đó. Là anh này đợi cô kia hay là chú đợi cô kia? Thì cũng như trong cái bài hát thôi. Không, không, nhưng mà chú có đợi cô nào không? Vậy chứ ai cũng có cái đợi quá khứ vậy đó. Anh Đồng hát dùng cổ thấy chú hát hay không? Bây giờ con hồi nhỏ này, con hồi nhỏ chú hồi đỡ cho anh nhiều mấy cô rồi. Ôi, chú cũng không biết nhiều nói thôi. Nhưng mà nhiều lắm à? Tại thấy chú ngày xưa rất đẹp trai lắm. Không có đâu, đó tôi đi chơi trong cái đoàn nó năm thằng của mình nên tôi xấu nhất, xấu là cũng như mình mung mấy cái thai kia cũng như mấy ông đẹp trai quá ha. Nhưng mà có duyên đúng không? Bởi vì khi đi lại xuất hiện lại mấy ảnh chọn đi, còn tôi có cái kiểu ví dụ về cô này cũng được, cô kia cũng được, tại chứ lúc đó mình đang cần thí dụ có cái người đồng hành thôi chứ mình đâu có cần cái tính tình gì đâu. Đó là có cô nào thích là mình hút cô đó. Vậy chứ đó ông đi cài dùng cài nguyên cái tập đoàn đó. Thì nguyên một cái mấy trăm mấy chục hộ thì ít nhiều ở trong đó thì đàn bà con gái nhóc luôn. Mà đó ông đi cài đi ủi ông đâu có ăn cơm. Ví dụ tôi cài đất của ông, mấy ông đem cơm ra. Chiều rồi đi lại nhà tắm rửa lại nhà ông ăn cơm, tại tôi mới xới cài rồi đất của ông kìa. Thành ra đó người ta nuôi cơm mình đúng không? Ta nuôi cơm luôn. Nhưng mà tính ra là quen bao nhiêu cô? Nhiều lắm. Chục cô không? Biết nhiều. Nhiều lắm. Không nhớ nổi đó mà. Không nhớ. Nhưng mà con thấy chú là xăm cái lời thề là không được yêu mà sao lại yêu lắm đấy. Thì mình yêu nhưng mình không có kết thúc thôi. Ủa, yêu mà không kết thúc là sao chú? Yêu thì nó đa chiều, bây giờ tôi yêu nó không kết thúc, bây giờ tôi chỉ muốn đến chú nè. Phải không? Bây giờ nó rõ về tình cảm đây thôi, giờ tôi về tuổi tôi cũng vậy. Giờ tôi thích sống với cô dụ đâu. 5 năm. Cần cái gì là cũng như có cái dao kèo sẵn rồi. Nó cũng như bây giờ cũng như do thỏa thuận đó. Còn thấy nó được thì tiến tới, còn không được thì thôi. Là nhưng mà thường thường cái tâm lý mà bí mật chỉ có phụ nữ nó mới bí mật cái đó là thôi. Sống thử đúng không? Cũng như là tạm, tại vì trong đó không phải là tự nhiên con ta nhà lành mình đem mà thử thách đó. Cũng như cái kiểu cũng như mình biết rồi, cô này nó ở xóm mình nè. Nhưng mà cũng lỡ dở với anh chàng này anh chàng kia. Thì giờ mình gặp cái nào cũ bỏ qua, còn cái nào là mới thì bắt đầu tính tới. Dạ. Vậy thôi. Kinh nghiệm là bỏ cô này là thấy cô khác đúng không? Nó không có bỏ nhưng mà mình thấy ví dụ bây giờ cái người này người ta không cần thiết mình rồi. Tại bây giờ mình mới đi rồi, tất nhiên mình gợi với người này rồi. Vậy là lại có mới nấy cũ rồi. Không có nói, tại vì cái người này là đã mình thấy cũng như cái cách người ta đối đãi với mình vậy rồi. Tại vì không biết cái gặp với nhau trên cái tình trường mà. Có cái nào vô hai ba cô một lúc không? Trời ơi, tôi đó là vua phá luôn. Cũng như hạng mấy kia đó. Nó biết mấy cái này cũng như đó mấy ông chơi riêng mà mấy ông lớn tuổi tôi, ví dụ tôi kêu mấy ông anh không đó. Viết cái thơ mình đem lại kiều cũng như là ý là hẹn lại vậy na, hẹn lại ngay cái quán đó hết trơn nhưng mà không có vô quán ngồi đó. Nhưng mà cái lúc mà kiểu làm cũng như nhiều khi quen với nhau rồi về hồi đó đâu có máy móc rồi đâu. Viết thơ với nhau rồi đưa qua đưa lại gì đó rồi bắt đầu đi vậy đó. Và là thích là chỉ viết thư thôi đúng không? Vậy thôi, thư đúng không? Còn đó tìm bạn bốn phương cũng vậy. Thư tình hay gọi là thư tình. Từ bạn bốn phương không có đăng báo. Không đăng chứ không phải như máy móc bây giờ mình đưa lên Facebook rồi gặp nhau đâu. Nó đi lên chụp ảnh gửi tấm ảnh kèm vô báo lên nó mới đưa rộng lên. Dù tôi quen em đây đi, tôi quen với nhỏ này nó tên Kim Chi mà nó sụi nó thợ may, mà cái thằng bạn tôi thì nó vô mình đi ở Long An vô thăm thì mình đến người ta thăm mình căn cứ theo cái của nó đi. Vô nó nói con ghệ nó sụi, trời ơi nó sụi kệ nó đi, mày nói chi nó nghe, tại vì nó ngồi ghế mà lúc tụi tôi vừa vô mà nó chậm để nó tiếp đón là mình biết nhỏ là nó có vấn đề cái chân. Cái này mình nhìn chân lớn như nhỏ anh biết nội mình nó xuống nó phản ứng mà để nó đứng vậy mà nó tiếp mình thì cũng có.
Còn cái thằng kia thì cũng như bạn bè, thì ảnh như vợ nó cũng như cái ý là cũng như mấy người sụi gì đó. Nên thành thử là chú là đừng đua, chú thua chứ đừng tình là chú chấp. Biết, nhưng mà mình lợi cái tình cảm. Ví dụ bây giờ là tôi, ví dụ tôi muốn là tôi nói, nhưng mà mình thấy nhiều khi cái tình huống người ta thích nghe hay là ta không thích đó, thì mình giờ biết mình đã lợi đó, nhưng mình nói một vài câu để cho biết lợi muốn nói cái câu chuyện đó đó là tôi về đó, ngày mai gặp nói đi. Có mặt ngay tại một cái ngôi nhà khá là lập dị của một ông cụ ngoài 70 cô bác anh chị. Một trong những cái ngôi nhà mà nó có giống như tổ chim mà quy nghĩa địa ha. Đây là một trong những cái câu chuyện mà Bùi Hồ phải nói là cũng lần đầu tiên thấy mà đã chia sẻ cô bác anh chị. Con cảm ơn chú rất là nhiều. Thôi bây giờ chắc cũng có lẽ là Bùi Hồ kết thúc đoạn clip này để chia sẻ cái câu chuyện này về một ông cụ lập dị. Cô bác quý anh chị mà muốn xem thêm á, có thể để lại bình luận hoặc là hỏi chú điều gì. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.